Thì các hoạt động mà tương quán của hội nghị định quản thì các anh chị biết á, là tự các anh chị cũng cảm nhận được bây giờ các anh chị cứ tưởng tượng ha, các anh chị đưa cái gì vô miệng ha, thì chúng ta sẽ có đó là cái gì đưa một cái phương thức tay vào miệng chúng ta làm gì là tiếng mình bồi lên tay tiếng mình bồi lên tay mình tùy theo loại thức ăn mà chúng ta có cái cảm biến khác. Ngày là chúng ta cứng hoặc là chúng ta cần có nhiều nát, chúng ta có mấy cái sáng nghe rồi uống thì chúng ta có thể uống một tiếng uống ha, và chúng ta thấy là chúng ta lỏng thì nên đi ra về để tiêu hơn thì ở miệng miệng thì có hoạt động cơ học là nhai và nuốt ha, vừa cái uống ăn lỏng các chị cũng có động tác nuốt, cái này đi ra các chị cầm cái chai nước lên các chị uống một ngụm nước các chị thấy những cái động tác nào sẽ xảy ra. Mở nắp chai, mở nắp chai trước. Uống thì ta các chị nuốt các chị sẽ cong cái lưỡi lên, sẽ cong cái lưỡi lên trên dòng một cái luôn. Phải động tác đẩy xuống phía dưới dòng mở cái dòng thực quản trên. Một lần các chị làm như vậy các chị có thể thực hiện 3-4 cái động tác rồi đó các anh chị. Coi như là các anh chị cái đó là chủ động, cái động tác đó là chủ động, tức là chị điều khiển đó. Các chị còn không biết các chị đang làm gì nữa đó, đúng không? Các chị cứ để cái hồi thức giống như hồi thức về tuổi vậy mà các chị cũng tự phân tích thì các chị thấy nó 3-4 cái động tác đã xảy ra cho các chị tự uống một đường đứng thôi. Nhiều hoạt động bài tiết ấy, thì ở ứng dụng thì cũng có hiện tượng bài tiết cũng còn. Cái thực quản thì có hoạt động cơ học á, thì còn có nhu động liên phát, nhu động chứng phát, cái động nguyên phát cho tôi luôn có để đẩy cái tay xuống phía dưới, cái động nguyên phát nó sẽ ra trong những trường hợp mà chúng ta cần tăng cường lên. Thì hoạt động bài tiết ấy, thì thực quản chỉ có bài tiết nhất nhẹ thôi. Cái gì là cái vai trò của thực quản rất là đơn giản thôi, tức là nó như là một cái ống dẫn thức ăn mà nó ống dẫn nó tôn nó là bằng niêm mạc rồi bằng mô cơ sở của vân vân ấy. Thì giả sử nó rất là tiết rất là dễ tổn thương, hoặc các anh chị muốn sử dụng cái gai góc vô trong đó thì nó sẽ cào thực quản ta lủng hoặc là đầy sức từ trên xuống dưới luôn, thành thử thực quản sẽ tự hỏi về chúng mình cũng đã tạo ra những cái môi trường để mà làm cho những cái mảnh và bấy cái đầu này nó có thể không gây tổn thương thực quản và luôn nó bị tiết cái nghệ rất là kỳ từ trên xuống dưới trong cái dạng này. Thì đây là cái giải phẩm của cái dục dòng họng, thì chúng ta thấy đây là lưỡi ha, dục vào cái miệng ha, rồi dục vào cái miệng, dục vào cái miệng, dục vào cái miệng, lưỡi gà ha, thực quản ha, khí quản ha. Thì đây là cái giải phẩm này thì các anh chị thường biết ha, và các anh chị thấy rất là rõ ràng rồi. Thì khi mà thức ăn nó đi xuống cái ở miệng ha, thì đầu tiên á, thì lưỡi sẽ cong lên trên và đẩy như thế sao rồi thấy lưỡi mình mở ha. Thứ hai là đóng cái dùng cái dùng về thứ bảy là dùng khí quản lại. Thứ ba là thấy khí quản sẽ tinh lên trên và đóng cái khí đạo mở cái dòng thực quản trên và chúng ta sẽ còn cho cái thức ăn tiếp xúc với cái khí quản để mà chúng ta đẩy cái thức ăn tiếp xúc thực quản và chúng ta hoàn toàn đưa vào thực quản. Cái động tác này xảy ra trong một thời gian các chị đi làm được. Thế là khi các chị uống các chị cũng phải mất mấy giây chứ anh chị làm một cái ố một cái là không có hết ha. Tôi có sự điều khiển từ trên xuống dưới. Tất cả những các chị cho nó trong cái bụng các chị có sự bị kẹt của một cái cơ dòng thực quản trên. Nó phải mở ra thì từ từ nó phải đóng cái khí quản lại. Và mọi chuyện nó xảy ra như vậy trong dòng tích tắc không bao nhiêu. Thì đây là những cái tấu trúc giải phẫu như chúng ta thấy đó ha. Đây là cái thanh quản ha, khi thức ăn đi vào nó sẽ làm cái lưỡi gà lên để đóng cái đường khí đạo và phải mở cái dòng thực quản trên để thức ăn dẫn xuống dậy, sau đó phải mở cái dòng thực quản dưới để thức ăn vào trong dạ dày. Thì cái hiện tượng của cái dòng thực quản trên để có điều kiện để tránh cái hiện tượng mà lạc đường, tức là nhiều khi chúng ta muốn hút được thực quản nhưng mà nếu mà không có sự phối hợp đồng điệu giữa mấy cái động tác này, chúng ta sẽ cho thức ăn rớt vô cái khí quản nó sẽ chết nhé. Vì vậy nên là chúng ta phải có sự điều kiện cách
và vừa chủ động vừa thụ động của sáng thơ mới của sáng thơ này. Và khi chúng ta cho chúng ta đi xuống dưới dần dạ dày thì tại đây nó sẽ có chúng tôi còn thuộc ngoại dưới. Cái giai đoạn ngoại dưới này sẽ giúp cho cái điện tử chúng ta đi dần dần xuống dưới dạ dày và đồng thời gắn cái điện tử trào ngược. Cái điện tử trào ngược đó là các chị có biết không? Tức là hiện sự đó là thức ăn trào từ dạ dày lên trên thực quản cho nó học ra miệng luôn. Và thường những cái người có viêm loét hoặc mãn tính amidan to hoài hoặc là ngủ hoài hoặc rét hoài thì nó có liên quan đến điện tử này, cần chúng ta điều trị cho thuốc tiêu hóa giúp dạ dày và đồng thời chúng ta tránh cái điện tử trào ngược cái này thì nó có thể giúp được cải thiện cái thậm chí chúng ta thử không. Và chúng ta cũng thấy là cái cơ quan này nó là cái sự phối hợp giữa cơ quan biết cấp của thực quản và dạ dày để tạo thành một cái van để tránh cái điện tử trào ngược này. Khi cái van này trở nên yếu thế thì điện tử trào ngược sẽ được năng động rất nhiều. Ngược lại khi nó co thắt rất là dữ dội thì thức ăn tự rơi xuống dưới cũng khó khăn và ngược lại nó cũng đưa đến cái hiện tượng là dài quyền ảnh hưởng đến cái phía trước của nó, tức là giãn cái thực quản ra và dần dần nó sẽ đưa đến cái tổn thương của thực quản. Về hoạt động bài tiết thì chúng ta thấy á, về bài tiết nước bọt chúng ta có nói ở có bao nhiêu nước bọt các anh chị? Đứng bên tay, đứng dưới lưỡi, đứng dưới hàm và đứng dưới cằm. Các anh chị thấy trong cái bệnh nếu mà các anh chị thấy ảnh hưởng nhiều nhất đến cái nước bọt là bệnh gì? Quay bị. Bệnh quay bị. Cái hại nhân trong bệnh quay bị thì thường thường dưới lưỡi bên tay nhiều. Các anh chị cứ thấy dưới lưỡi bên tay thôi ạ. Cái trường hợp nó không phải dưới bên tay, nó dùng chiều dưới lưỡi cái này thì các anh chị thấy khó nuốt, chiều đứng dưới eo lên hoặc là các anh chị thấy dưới lưỡi nhiều quá nó bít luôn cái tờ cái khí quản rồi thì nó mở cái quản cấp cứu rồi đó. Thì tôi dùng đứng dưới hàm, tôi đứng dưới hàm thì các anh chị thấy cái đường dưới hàm to ra sưng nhiều, còn tôi dùng đứng dưới cằm thì các anh chị thấy cái phù trước khi nước tại nó sưng quá cái quả bọc trước nước phù là giống như là phù ống mát hay giống như là bệnh ung thư của chúng ta luôn vậy đó. Cho nên về cái vị trí của tuyến nhiều mà chúng ta có những hình ảnh khác nhau của cái bệnh cảnh như bệnh quay bị thì bệnh quay bị cái ngoài cái hiện tượng như tuyến nước bọt nó còn có viêm tuyến tụy, viêm tuyến giáp hoặc tự nhiên đó hoặc là tự nhiên các anh chị bị bệnh quay bị xong các anh chị buồn luôn cũng thấy được cũng có thể viêm trên cơ thể khác hoặc là thấy được gì về ngoài giác mạc gần như có bệnh viêm trên cơ thể và các anh chị biết luôn các anh chị không thể nghe nữa để hậu sự của mai sau của các cái đến năm nhi nữa tức là có chi tiêu và đầu vào tiêu và người tiêu thành một cái một phần trăm lần cho nên trong cái hoạt tiền hôn nhân đó các bạn nữ phải điều tra kỹ gì có bệnh có hoạt tiền hay không. Ở phụ nữ cũng có thể có viêm buồng trứng nữa, viêm buồng trứng khi mà ở phụ nữ khi đau sưng sưng thì viêm dịch không chỉ ảnh hưởng đến hậu sự của mai sau thì các tấm thần gì mà có bao nhiêu còn có viêm mạch não nữa hoặc là viêm tụy nữa hoặc là tạo nang dạ tụy vân vân. Vì vậy cho nên một cái trường hợp viêm quay bị nó cũng không phải là một cái chỗ không phải có thể ảnh hưởng đến tổng thể ta gọi là biểu hiện ngoài tuyến tiêu hóa. Thì thành phần của một cái nước bọt thì gồm có 22 cái chất chất dị giải và người ta thấy là cái dễ nó là một cái nang tuyến chúng ta sẽ tiết ra amylase cho các cái dị giải và cái ống tuyến chúng ta sẽ hấp thụ nang đi và để cho tao động giết lo và kali cũng là có thể cho tao động giết lo để có thể tạo ra cái thành phần của nước bọt cái khác với cái thành phần của nước tương. Về hoạt động bài tiết của nước bọt thì chúng ta thấy chức năng của nước bọt cái thứ nhất là bôi trơn ha. Bôi trơn thì ai cũng biết rồi, nếu mà thức ăn mà các anh chị chỉ cần là không có tiết nước bọt thì các anh chị thấy thức ăn mà khô rốc các anh chị nuốt vô cảm giác thôi cũng không có mà cái cảm giác nuốt cũng không nổi nhưng mà các anh chị đổ nuốt vô thôi cho nên các anh chị thấy chức năng bôi trơn rất là quan trọng. Thứ hai là chiếc men amylase dùng để tiêu hóa nước bọt. Thứ ba là để duy trì sự tăng nguyện, các anh chị thấy đó, một cái lượng nước bọt tiết ra sau đó thì được nuốt vào và như vậy thì là giữ sạch sẽ của dùng tăng nguyện rất là nhiều. Nếu các cho nơi nào không có nước thì các chị ráng tăng chiếc nước bọt và nuốt vô nhiều nha. Về qua về tăng nước bọt gồm có những cái nhân tuyến nước bọt ở cái khu não ha. Thứ hai là điều hòa hệ thần kinh vận chủ gồm có cái hệ thần kinh
giao cảm và mối giao cảm như chúng ta vừa nói thì hệ giao cảm là ít chút bọt nhưng mà nhiều anh đi và hệ thống bên mối giao cảm là nhiều chút bọt thì ít anh nhiêu cái lượng cái số lượng thì nhớ là đúng không? Cái này như các chị ăn me cái này thì các chị thấy các chị cắn vô đá thì cái nào là bổ dưỡng thì mình có giao cảm đúng không? Nó tiết ra rất là nhiều nước nhưng mà trong đó rất là ít anh nhiêu cho nên me tiêu hóa được bao nhiêu. Rồi như chúng ta thấy á, đây là những cái bộ điều trị thì thường ngoài bệnh tiêu hóa cũng quan trọng bài tiết nên chẳng hạn như là cái lên cái chân mà lên nước bọt ở trên ở lên xương sau hoặc là những cái đường này ở xương não ha hoặc là cái này là tuyến tuyến ống khí hàm tuyến lưỡi tuyến mang tai thì nó có thể lên cái tuyến dây thần kinh này để nó tạo ra được tuyến nước bọt ha. Đây này là nó chủ yếu là tuyến là các chị có đủ hết rồi ha. Đây là tuyến cái nào cũng được chúng ta đây là cái sân bay ha và có nghe một cái chân dây lên trên hết của để chúng ta có thể di chuyển hoạt động và tiến bước vào khi lần chúng ta đi vào ha thì nó sẽ có cái bộ là ngoài sạch cơ sở là đang ăn một giống một trắng đen những giống của này kìa năm mấy bị vô dỗ mua hầu trong một cái